Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vua Pha Chế Trần Hải. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau một loại đồ uống rất tốt cho cơ thể. Nó là có tên Detox Mangan. Để làm được loại đồ uống Detox Mangan này, các bạn chỉ cần một số những nguyên liệu cơ bản như sau. Các bạn có diếp cá, rau diếp cá. Các bạn có ớt chuông, nước lọc, đá, một chút muối và một xíu chanh. Sau khi chúng ta đã có được nguyên liệu rồi, các bạn cần trải qua 3 bước thao tác để làm ra món này. Bước thứ nhất, các bạn chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu đầy đủ. Bước thứ hai, các bạn lưu ý phần sơ chế. Đó là khi các bạn lựa chọn nguyên liệu, đặc biệt là rau diếp cá, các bạn không nên chọn những loại rau diếp cá quá non. Quá non, mùi nó sẽ bị rớp, và quá non thì cái vị của nó không có độ thơm và hương vị nó không đầy đủ. Chúng ta nên chọn những loại rau diếp cá không quá già, chúng ta gọi là bánh tẻ. Sau khi rau diếp cá đã được sơ chế xong, các bạn ngắt và không xay phần quá già. Chúng ta bỏ bớt cái phần cứng quá đi. Đó. Sau khi sơ chế xong rau diếp cá, các bạn sơ chế ớt chuông. Ớt chuông, về cơ bản các bạn có thể sử dụng ớt chuông xanh, đỏ hoặc vàng, cả tím nữa. Tuy nhiên thì ở phần này chúng ta sẽ sử dụng màu xanh cho nó phù hợp với cả, cho nó cùng màu với cả diếp cá. Sau khi các bạn sơ chế ớt chuông và rau diếp cá xong, các bạn cho tất cả nguyên liệu vào trong máy. Các bạn cho vào trong máy xay, xay thật kỹ nguyên liệu. Sau khi xay kỹ nguyên liệu, các bạn chỉ cần chút nguyên liệu ra một giá lọc. Các bạn cho vào ly, trang trí và thưởng thức. Đó là phần tôi giới thiệu các bước. Sau đây chúng ta sẽ từng bước một chúng ta sẽ thực hiện để làm ra món này. Chúng ta cùng bắt đầu. Sau khi các bạn đã trải qua phần chuẩn bị, các bạn hãy chuẩn bị ớt chuông, diếp cá, chanh, đá, muối, nước, đầy đủ nguyên liệu. Sang bước 2 và chúng ta sẽ cho vào tất cả nguyên liệu vào trong máy, xay thật kỹ. Như vậy là tôi vừa cùng các bạn vừa trải qua bước 2, đó là bước xay sinh tố. Ở trong cái bước xay sinh tố này, các bạn lưu ý khi chúng ta xay vào trong máy sinh tố, các bạn cần cho đá, nên là chúng ta sẽ cho đá lạnh để xay với cả diếp cá và ớt chuông. Lý do như vậy giúp cho khi mà chúng ta xay diếp cá với đá, nước của chúng ta sẽ có màu xanh diệp lục rất là đẹp. Sau khi xay xong, các bạn chuyển sang một dụng cụ để lọc cái bã đó đi trước khi chúng ta chút sang ly để thưởng thức.
Vâng, như vậy tôi và các bạn vừa trải qua các bước để làm, để thực hiện ra loại đồ uống rất là tuyệt vời có tên là đồ tốc mát gan. Các bạn ạ, sau khi các bạn làm xong cái này, các bạn hãy thưởng thức, nhấm một ngụm đồ tốc, các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đầu tiên các bạn sẽ cảm thấy cái vị nó hơi the the, hơi nhẹ nhẹ, hơi thanh thanh. Sau rồi thì chúng ta sẽ có cảm giác nó hơi một chút tê tê ở đầu lưỡi. Các bạn đừng sợ, chúng ta cứ uống bởi vì rất tốt cho sức khỏe. Nếu như các bạn cảm thấy hơi khó uống một chút thì các bạn có thể cho thêm một chút đường thôi, một xíu đường. Như vậy là chúng ta sẽ uống sẽ cảm giác là rất là sảng khoái và tuyệt vời. Đồ uống này không những đơn giản là mát gan, nó còn làm cho thanh lọc cơ thể và ngăn ngừa ung thư. Cho nên tôi khuyên các bạn nên uống nhiều, uống thật nhiều. Tôi là người rất thích món này. Vâng, video thì đến đây đã kết thúc. Nếu bạn thích video này, xin các bạn hãy like, share, đăng ký kênh, ủng hộ cho Trần Hải. Mọi những ý kiến thắc mắc xin các bạn comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Chúc bạn thành công!